Làng văn hóa truyền thống của dân tộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng tại xã Hồng Thượng trên diện tích 5 hectare vừa được khánh thành đưa vào sử dụng. Ngôi làng tọa lạc giữa đồi sim thơ mộng gồm khối nhà chung sinh hoạt cộng đồng và 3 ngôi nhà truyền thống của dân tộc Ba Cô, Tà Ôi, Cơ Tu. Ngôi làng hình thành đáp ứng lòng mong mỏi của bà con các dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bà con. Hiện nay thì với rất là nhiều hiện đại, cũng nhiều lớp bạn trẻ đã quên được cái văn hóa của dân tộc. Nhưng đối với em thì việc lưu trữ bạn, em luôn tôn trọng những trang phục, luôn mang theo mình những trang phục của dân tộc mình. Đi đâu cũng kể về mình là dân tộc đấy, mình rất tự hào về điều đấy. Dân tộc mình có những truyền thống gì, em luôn lan tỏa đến mọi người, đến trường học. Cũng như trường học của em rất là được gặp gỡ rất là nhiều các bạn từ dân tộc khác nhau, Cơ Tu, Tà Ôi, Pà Hi, vân vân. Mọi người đều chung tay lan tỏa, giới thiệu cho các bạn mình biết dân tộc mình có những gì, văn hóa gì. Đó là cách lan tỏa của em đối với các bạn, các dân tộc khác. Làng văn hóa truyền thống là nơi bảo tồn, gìn giữ, tái hiện và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu. Ngôi làng chung này cũng là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết sắt son, một lòng theo Đảng và Bác Hồ của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Làng văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới được xây dựng trên địa bàn xã Hồng Thượng. Đây là một cái niềm vinh dự rất lớn cho xã nhà, để cùng với huyện với mục đích là vừa bảo tồn các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của người dân tộc thiểu số, trong đó là phục vụ cho du lịch sau này. Tại làng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số diễn ra nhiều hoạt động tái hiện các lễ hội truyền thống, trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trình diễn nghề truyền thống cùng các hoạt động văn hóa dân gian. Chính các nghệ nhân, bà con các dân tộc trở thành chủ thể và hưởng thụ các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Với các hoạt động văn nghệ dân gian, hoạt động văn hóa dân gian thì cũng đã được tổ chức, đặc biệt là theo các thể loại truyền thống của mỗi dân tộc thì đã được các nghệ nhân là những người trực tiếp trao truyền lại các cái loại hình về văn hóa. Và trong đợt này thì mỗi nghệ nhân là những người trực tiếp để mà thực hành các cái hoạt động liên quan đến các cái lễ hội và liên quan đến những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Làng văn hóa truyền thống các dân tộc huyện A Lưới được đầu tư xây dựng gần 40,8 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông qua các cái hoạt động bảo tồn cái bản sắc của các đồng bào thiểu số, thì trong đó là huyện có xây các những ngôi nhà chung, trong đó có sẽ trưng bày triển lãm một số những các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số, đồng thời là cũng là cái nôi để cho giáo dục cho thế hệ trẻ. Và thứ ba nữa là có những các sự kiện lớn của cấp huyện, của các dân tộc là sẽ tổ chức trình diễn tại đây. Đồng thời thì thông qua các nội dung này thì cũng sẽ bảo tồn một số những các cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số, và vừa là kết hợp bảo tồn, vừa là để phát triển vấn đề du lịch trên địa bàn. Giai đoạn tiếp theo, huyện A Lưới xây dựng đề án quy hoạch chi tiết làng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện A Lưới với quy mô 30 ha, bao gồm xây dựng các hạng mục quảng trường trung tâm, khu làng nghề, bến thuyền, bảo tàng dân tộc học, khu nhà mồ, ruộng lúa, tái hiện đời sống sinh hoạt của bà con xưa. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị những hoạt động văn hóa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quốc gia cần phải giữ gìn và phát triển.